anh em nha. Thì cái con này mình giới thiệu là con này là 2602 Puta nha anh em. Đấu có động cơ là 87 ly. Bét kẹt nha, động cơ này rất mạnh nha, máy nổ bao ok hết nha. Không đổ hơi luôn. Giờ mình cho nó chạy thử để mình cho anh em xem nè, nổ không ra khói luôn nha. Con này thì được cái là nó chạy rất êm, cầu bọng tay lái rất nhẹ, cầu cho hoạt động bình thường. Động cơ thì nổ là rất ok nha anh em. Cách nước rồi là nghiêm chỉnh, không xì không lủng luôn. Thì cái động cơ này mình người ta đóng sẵn cho mình nha, mình mua về nó vậy nha. Thì mình bán anh em thì cái giá nó cũng rẻ thôi, không mắc đâu. Anh em có mua thì liên hệ với mình qua số điện thoại nha. Cái này chỉ về thay cái dàn lông hoặc là mình sơn lại thôi. Tại cái màu này là màu nước phèn á, cho nên màu nó xuống máy hơi gắt ok. Không đổ hơi luôn nha. Rồi, tới công chuyện rồi. Làm gì vậy? Coi lá chuối làm một gói tét hả? Đây là cái động cơ của Fiat 60 anh em. Chút nữa mình test bán ra nha. Test ta lái nè anh em. Ta lái rất nhẹ nha. Quay một tay một thôi là nó di chuyển rồi nha anh em. Ta lái rất ok. Ta lập nha. Mình sẽ quay sơ ra thì để tới chỗ sơ thôi nha anh em. Anh em xem để tham khảo thôi. Anh em có cần xài thì liên hệ với mình nha. Anh em. Rồi mình đã test máy xong nha anh em, nào cần thì liên hệ mình nha. Vô Facebook cũng được mà vô YouTube cũng được nha anh em, hoặc là số điện thoại luôn nha. Rồi trong phần Puta ngay bây giờ tới mình test cái máy Fiat 60 anh em, để giao cho ông chú ở Vĩnh Long ông lên ông xem nha. Ông xem ông coi được thì mình đổi máy với ông rồi giao cho ông trong ngày nay luôn nha. Rồi ok. Yeah.
vô gắn khác gì đâu. Nè anh em ơi, phi ắt gắn 1m55 ok nha. Để nó bắt không được. Có ai mua lấy bồ lông lại cũ nha. Để anh em nói mà mâm ép mà phi ắt mà động cơ phi ắt mà gắn mâm ép ho không được. Đây. Ok luôn, y gan luôn nha. Bằng chứng cho anh em luôn nha, để anh em nói thắc mắc hoài nha. Tiến hành mình gửi cái máy giao cho ông chú này ở Vĩnh Long nha anh em. Thì mình cũng mới vừa cắt hộp số ra là mình giao cho ông chú nha anh em. Giao cái máy này nha. Có khác gì đâu, cũng y chang khác luôn, có khác ở chỗ nào. Chừa nguyên bộ bồ lông lại luôn. Khi anh bán ngoài ép mình giao nguyên cái bộ bồ lông cho anh ta. Máy nổ ngon chứ. Máy nổ đẹp. Điện hơi cũng khừ luôn. Tại nó bị heo hấm gà mình xả bị bọt thôi chứ nó nổ chất lượng. Nó sạch sẽ đẹp vậy thôi chứ. Chờ thêm nước nữa vừa ha. Ngày mai lấy cái kia quét lên cái nữa là sạch rồi, phải không? Anh em là mua cái mâm ép này bán luôn nha anh em. 6-40 nha, kho đội ra nhau nha. Đẹp gì quá ok à. Rồi. Ở đây là mình còn cái hộp số nha anh em, là cái con rùa nha. Số của vị ắc 640 à, con rùa 640 vị ắc luôn. Con rùa này thì cái đời này là đời của Buta nha, đời không có gời nha anh em. Anh em nào cần thì liên hệ với mình nha. Mình để số điện thoại với màn hình thì anh em cần liên hệ qua để mình bán cho giá rẻ thôi. Đây là cặp bánh mà nó mòn anh em ơi. Nó 32 nghe mà mòn này nhưng mà mâm rất đẹp ok nha. Còn đây cặp vỏ này thì mình mới đổi về là vỏ này là thông số 1428. Gắn Moshibuya VX đồ được hết nha. Còn đây thì còn lại một cây dí. Dí của VX luôn, 640 luôn. Đây là cặp bánh trước của nó luôn nha anh em. Bánh đầu của 610 nha. Vỏ này là của lần
640 của Fiat nha anh em. Anh em nào mua thì liên hệ mình nha. Còn rất ok, rất đẹp nha. Sập mâm là còn đẹp nha. Ok, ok luôn. Vỏ này thông số của nó là 650/16 nha anh em. Vỏ còn 3 sọc rất ok. Nhìn cài 7 chảo nha. Cài 7 chảo ống chỉ lớn. 2, 4, 6, 7. 7 chảo ống chỉ lớn, cái này 6 tắc rưỡi lần chứ không phải 6 tắc 2 đâu. Bánh trong nó là màu, nhưng mà mâm nó là mâm 13/20, 13/36 anh em. Rồi con này vài ngày nữa mình mới gã nha. Con này là vỏ thông số là 12/24. Hai cầu ta lấy trợ lực. Anh em nào cần thì liên hệ mình nha. Xe này còn xài gắt im mà tại vàng lông nó bèo đây. Vàng lông nó bèo nhưng mà máy móc đồ đùi bọng rồi xài gắt im nha. Ok, không hú nha. Máy còn bóc luôn. Nên mình đi ra, mai mình rửa cái máy xong mình giao cho ông anh ở Vĩnh Long luôn anh em ơi. Còn cái đuôi xới này là 2m2 nha. Anh em nào xài liên hệ mình luôn nha. 2m2 sổ đôi. Cái này cái dí của 640. Dí 640 nha. Mình gã thì còn cái thanh ngang ông anh kia em dặn mua đâu mà sao không thấy không? Không lại lấy nè. Rồi ok. Còn đây là cục đá đầu của Fiat nha anh em. Đá đầu này mình cũng bán luôn nha. Anh em mua thì bán luôn nha. Đây là cái ti ủi đầu. Còn bộ nguyên bộ nó luôn nha. Cách nước này thì mình bán rồi cho ông anh rồi nha. Nước thì còn rất đẹp, ok. Thì giá cả mình cũng không có nói ra anh em, nhiều khi anh em mua bán lại đó không có nói giá được. Rồi ở đây là bao gồm mà mình còn cái ti và cái cây ga lê cắt đăng đó của nó đó, anh em nào mua thì liên hệ mình luôn. Và một số đồ mình gã nó còn qua, còn gã còn đây nè, như là lắp đùi nè, cái lắp đùi bắt bánh nè, rồi cái nhông thắng cù dĩa này thì hư rồi anh em. Anh em chỉ xài bán rẻ vài trăm ngàn thôi, 640 nguyên bộ thì anh chịu, còn nếu mua cù không vài trăm thôi. Chú sới cũng còn luôn nha, nhông thắng, chú sới, chú chạy đều còn hết, rùa còn luôn. Bộ ti tiêu ở đầu á, đây cái bộ xăng vô của tiêu ở đầu nó nằm đây, nó hai tép, hai ba tép gì đây, chắc ba tép quá, thấy cây nhiều quá. Rồi ok, anh em nào cần thì liên hệ với mình qua số điện thoại mình để với màn hình nha. Mình cũng còn là một vài cái hộp số nè, mặt nạ nữa nè, mặt nạ và dép của thằng Fiat luôn, mặt nạ Fiat luôn, còn rất đẹp, ok. Trong anh em là có nhu cầu mua thì liên hệ qua số điện thoại dễ nói chuyện hơn là mình bình luận nha. Đây
Đây một số đồ như là rùa Isaki 6 bằng gữ, hộp số pho T55 và con cái hộp số đời 12 của Fiat 60 luôn nha. Anh em nào có nhu cầu xài thì liên hệ với mình qua số điện thoại dễ nói chuyện hơn. Còn Bình Luận thì cũng khó mà gặp lắm nha, tại vì phải đi công chuyện không có giờ Bình Luận được. Ok, anh em nào có nhu cầu mua thì cứ liên hệ với mình đi.